tất cả anh em. Các bác đang nghe chất âm từ một con lưng tiếng DBX F9000. Đây là mẫu lưng tiếng rất là hay của bên em, đến từ thương hiệu DBX. Một mẫu lưng tiếng mới nhất năm 2023, sử dụng Bluetooth 5.0. Rất là đẹp, và anh em có thể nhìn hình thức thì nhìn rất ok đúng không ạ? Còn chất âm rất là tuyệt vời. Âm lượng to nhỏ của từng loa, ok chưa? Âm lượng to nhỏ của từng loa. Chỉnh bát, trung check của đường nhạc rất là đơn giản. Và đặc biệt, với mẫu lưng tiếng S9000 này, anh em có thể cắt súp ở ngay trên con lưng tiếng này. Đó, ok chưa? Em sẽ tắt full đi nhá. Đây, cắt súp ở ngay trên con lưng tiếng này này. Anh em càng tăng lên này thì nó sẽ càng lọt. Anh em nghe rõ chưa? Nó sẽ lọt tiếng lời xuống súp, ok chưa? Thì khi là ta cắt này, đấy, cắt tiếng nó rất là gọn, mất tiếng luôn, đúng không ạ? Đấy, mất lời lọt xuống súp luôn. Và đây là âm lượng to nhỏ của súp, rất là hay, đúng không ạ? Giờ sẽ tăng lên, tăng full lên này. Với cái mẫu lưng tiếng S9000 này, về anh em ghép cho bộ dàn karaoke gia đình chúng ta sẽ rất là hay. Nó sẽ tăng được cái tiếng bass, tiếng check của nhạc, tăng lời ca chúng ta lên rất là nhiều. Tiếng anh em khi ghép lưng tiếng thì là chất âm nó nghe nó rất là mềm mại, tiếng bass nó lực hơn, tiếng check nó lẩy hơn, nghe tan và rất là tí tách, nghe rất là hay, ok chưa? Đặc biệt cái dòng lưng tiếng F9000 đấy, nó có những cái cổng chuyển nhạc vào như là cổng quang này, em đang nhấn nó sẽ chuyển sang cổng quang này, cổng Bluetooth chúng ta sẽ kết nối với điện thoại sử dụng Bluetooth, ok chưa? Và cổng USB, còn nó bình thường em để chế độ cổng AUX. Rất là nhiều các chức năng chuyển bài ở trên con lưng tiếng này, một trong cái dòng lưng tiếng rất là tốt và giá cũng đang rất là tốt cho tất cả các bác, chỉ có 1.850.000 đồng. Bao ship và tặng dây rắc đầy đủ cho tất cả anh em. Tất cả hàng mới bóc hộp, bảo hành lên tới là 1 năm, mỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng đầu tiên. Anh em có thể nghe chất âm quá là hay đúng không ạ? Nhiều anh em hỏi có vang số rồi thì có cần phải sử dụng lưng tiếng không? Thì nếu như các bác mà đang có vang số, bộ dàn karaoke của chúng ta mà đang có lưng tiếng, đang có vang số mà anh em cảm thấy bác thợ setup chưa được hay, thì anh em lên mua lưng tiếng này về để cho chúng ta dễ chỉnh hơn, tăng tiếng bass, tiếng check của nhạc và tăng tiếng mic ra rất là hay, đúng không ạ? Còn đâu nếu như vang số anh em mà đã setup hay rồi thì thôi, không cần thiết anh em nhé, cũng không cần thiết phải sử dụng lưng tiếng. Còn đâu nếu như các bác cảm nhận như là cái tiếng check nó chưa được hay, tiếng bass nó chưa được lực, thì anh em lên mua lưng tiếng này về, khẳng định với tất cả các bác nó sẽ tăng lên rất là nhiều, nó sẽ đôn tiếng nhạc của chúng ta lên rất là nhiều, kể cả là tiếng mic. Thì không riêng gì về những cái dòng vang số để cho anh em ghép cùng, kể cả các bác mà đang sử dụng những cái dòng lọc xì hoặc là đang sử dụng những dòng âm ni cũ Jaguar 203 hoặc là những cái dòng Jaguar 506, thì chúng ta cũng nên ghép con lưng tiếng này vào thì tiếng nhạc nó sẽ hay hơn rất là nhiều anh em nhé. Ở đây thì em đang kết nối lưng tiếng với cục đẩy, tiếng nó ra nó rất là mềm, giảm bass đi này, mất bass đúng không ạ, giảm check này, nó rất là nhạy, tăng check lên này, tăng tới đâu nghe khác tới đấy luôn, tăng bass lên này,
Ok chưa? Nhả ra này. Đây là không qua lưng tiếng thì chất âm nó rất là bình thường đúng không ạ? Bây giờ em sẽ nhấn vào này. Ok chưa? Khi nhấn vào nó lực hơn rất là nhiều. Nó sẽ tăng lên rất là nhiều đúng không ạ? Nhả ra này. Đó, nhả ra thì nó rất là đuối. Giờ sẽ nhấn vào nhé. Ok, bác nào mà đang có nhu cầu muốn lấy những cái mẫu lưng tiếng đẹp chất như thế này, liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Tất cả sản phẩm này hàng mới chính hãng, sẽ được bảo hành lên tới là 1 năm. Ok, video này em xin dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi.